Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Vâng, nhắc đến đất nước Hàn Quốc là một quốc gia rất là nổi tiếng về nhân sâm đúng không ạ? Và nhân sâm là một trong những loại thảo dược quý hiếm có giá trị sử dụng rất là cao. Ngoài việc hỗ trợ điều trị và phòng bệnh thì nhân sâm còn có một tác dụng rất là đặc biệt trong việc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Và trong video hôm nay thì Bá Ngọc cùng bạn sẽ tìm hiểu về tác dụng của sản phẩm cao hồng sâm trong việc chống lão hóa và làm đẹp da. Thưa bạn, thời đại làm đẹp không chỉ mới bắt đầu từ khi những thương hiệu mỹ phẩm ra đời mà đã tồn tại từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Được các quý cô, quý bà tại nơi hoàng thất cung điện, họ đã biết sử dụng những sản phẩm từ sâm để làm sao đẹp hơn và hoàn thiện hơn. Có rất nhiều những câu chuyện về giữ gìn nhan sắc và làm đẹp da, tóc, móng đến vóc dáng và khuôn mặt theo thời gian mà đã lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Công hiệu làm đẹp và chống lão hóa của nhân sâm đã được khẳng định từ rất lâu đời nay rồi. Vậy thì trong sản phẩm cao hồng sâm có thành phần gì có thể giúp cho cái việc chống lão hóa và làm đẹp da? Vâng, các nhà khoa học họ đã tìm hiểu và có hàng trăm, hàng ngàn những công trình nghiên cứu và họ phát hiện ra trong nhân sâm có một thành phần rất là đặc biệt. Thành phần này nó làm nên thương hiệu của nhân sâm và chỉ duy nhất trong nhân sâm mới có cái thành phần này, đó chính là saponin. Vâng, saponin là một hoạt chất tự nhiên có trong nhân sâm. Các thành phần saponin có trong sản phẩm cao hồng sâm giúp thúc đẩy quá trình tạo máu và tăng cường oxy trong mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn nên có tác dụng làm cho da căng hồng và tươi sáng. Ngoài ra còn có tác dụng chăm sóc và nuôi dưỡng các tế bào da sâu từ bên trong, cân bằng chuyển hóa và giúp giảm mệt mỏi, stress, làm cho da khỏe mạnh hơn và tươi sáng hơn. Đặc biệt thành phần saponin có trong sản phẩm cao hồng sâm giúp hồi phục da bị hư tổn, tái tạo sản sinh tế bào da mới, giúp ẩm, làm mờ những vết thâm, giảm nhăn, chống lão hóa, làm cho da săn chắc, duy trì sự trẻ hóa cho làn da. Cùng với đó là giúp đào thải độc tố nên giúp da trắng sáng và mịn màng hơn. Đặc biệt nữa khi sử dụng sản phẩm cao hồng sâm thường xuyên thì sẽ giúp cân chỉnh nội tiết tố các chị em phụ nữ. Nội tiết tố là một trong những yếu tố gây lên hàng đầu những yếu tố như là da bị mụn hay gặp phải những vết nhăn, đặc biệt đó là những cái vết nám, thì nội tiết tố quyết định 85% những cái vết nám của các chị em phụ nữ. Vừa xong thì bà Ngọc đã chia sẻ những tác dụng hết sức tuyệt vời của sản phẩm cao hồng sâm trong việc chống lão hóa và làm đẹp da. Nếu bạn hay những người thân trong gia đình quan tâm về sản phẩm cao hồng sâm hay là cách mua như thế nào thì bạn có thể kéo xuống phần mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com, hoặc bạn muốn Bá Ngọc hay những chuyên gia hàng đầu tại koreashop24h tư vấn trực tiếp thì bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985. Bá Ngọc xin nhắc lại 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Kính chúc bạn và những người thân trong gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.